Nên kết số 4 ở đâu? Nó phù hợp để lọc cá và tôm nhỏ. Đó là do vật liệu là của nó. Bung lọc vật lý không lớn, mối quan hệ nhỏ. Vì vậy, có thể cần phải thay bông xanh thường xuyên hơn. Trọng tâm chính của nó là trang trí. Anh nuôi tôm cá cảnh. Kiểm tra liên kết số 4. Liên kết số 4. Đây là liên kết số 4 mà tôi đã nói với bạn đầu tiên. Nó rất đẹp để nhìn vào. Bộ lọc trong suốt acrylic. Nó là một thiết kế dòng nước chảy mô phỏng thiên nhiên. Nó là sau khi đi qua kho củi xanh. Bạn có thấy đây không? Độ ẩm được phân chia đều vào kho củi xanh đi ngang qua kho bông xanh này. Sau này củi xanh sinh ra củi xanh. Đây là cách bạn đến mặt nước và sau đó nổi lên. Sau đó hãy đến đây một lần nữa. Đây có phải là thiết kế nước chảy hình chữ AC sắp ra mắt nữa không? Bạn có nhìn thấy nó không? Ai thích link số 4 thì ủng hộ mình nhé. Để xem có bao nhiêu anh em thích dây chuyền số 4 đã nhận. À, nhiều anh em. Liên kết số 4. Không biết link số 4 có gì mạnh mẽ đến vậy. Link số 4 anh ấy là nó có lợi hơn cho cảnh quan và sự đánh giá cao của chúng tôi. Bạn có thể cho một ít len trên những loại trà xanh này. Cây thủy sinh rất đẹp, rất đẹp. Vì vậy, liên kết số 4. À, còn liên kết số 4 thì sao? 12.345 có lẽ là khoảng 3 pound.